Hỏi: Thỉnh hỏi Hòa Thượng, chúng con làm sao siêu độ tổ tiên mới đúng pháp? Có phải là nên bao gồm luôn cả các quyến thuộc của họ từ lịch kiếp hay không? Hoặc là các âm linh ở tại nhà mình như tổ địa thổ, có phải là cũng nên siêu độ cho họ luôn? Đáp: Thật ra siêu độ cha mẹ tổ tiên là do ở tự tâm hiếu thảo, đó là siêu độ. Không cần phải đốt vàng mã cho họ, cũng không phải tốn nhiều tiền, không cần phải làm các việc gì khác. Trong Phật giáo, đương nhiên việc tụng kinh là một phần của các phương pháp siêu độ. Nhưng chân chánh siêu độ tổ tiên chính là không phát sân giận. Không nên nghe theo một số người vô tri cho rằng chưa chết mà đã muốn gửi bao nhiêu tiền vô trương mục ngân hàng ở âm ty, đợi đến chết rồi mới xuống đó mà lãnh xài. Đó là vô tri đến cực điểm. Con người vốn không nên có những tri kiến như thế. Nếu có thì y đã thành quỷ rồi. Hòa Thượng hỏi: Chúng ta phải làm thế nào mới có thể hoằng dương Phật Pháp ở nước Mỹ? Đệ tử: Tiêu diệt tham sân si, cần tu giới định huệ. Nói chung chung quá, hãy nói chi tiết hơn một chút. Đệ tử: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đúng rồi, chính là như vậy.